Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về công nghệ hút mỡ Lipomatic. Việc đầu tiên, công nghệ hút mỡ Lipomatic tại Angrab có ý nghĩa gì? Thứ nhất là công nghệ hút mỡ Lipomatic làm cho hình dáng, vóc dáng của các bạn thon gọn hơn. Những vùng như là bắp tay, vùng bụng, vùng đùi, vùng eo hông. Và đặc biệt là với những ngực hơi bắt đầu có sự sa rễ thì Lipomatic nó có thể nâng lên được mà những công nghệ hút mỡ khác không đem lại cho các bạn được. Cái lý do thứ hai mà công nghệ hút mỡ Lipomatic có thể đem đến cho các bạn là các bạn đang cứ nghĩ rằng hút mỡ là để tạo dáng, nhưng còn một điều rất quan trọng đó là hút mỡ Lipomatic để phòng ngừa những cái nứt rạn da trước khi sinh. Tức là các bà mẹ chuẩn bị mang thai thì nhớ rằng cái da bụng dễ bị rạn nứt. Vậy thì dưới công nghệ hút mỡ Lipomatic, cái vết nứt rạn đó sẽ được hạn chế, có nghĩa là nhỏ lại và ngắn lại, chứ nó không còn dài ra nữa. Và đó là hai cái ý nghĩa chính của hút mỡ Lipomatic. Còn trong tiến trình hút mỡ Lipomatic thì chúng ta được một cái tác động kép. Tác động kép đó là gì? Thứ nhất vẫn là giải quyết cái phần mỡ, có nghĩa là cái mỡ được phá đi và được hút ra. Nhờ cái tác động của cái đầu hút nó rất là tuyệt vời, giống như là các bạn cầm cái cần để bạn kéo violon vậy. Thứ hai là mỡ ngay khi được hút ra sẽ được qua cái phần lọc như các bạn đã thấy ra, và cái phần lọc này cho phép ra được cái mỡ hạt tròn trịa để đưa vào những vùng của cơ thể, ví dụ như là vùng thái dương, vùng trán, vùng rãnh mũi má, thậm chí là nâng cái mũi cao lên một chút xíu nè, cho cái cằm hơi bầu hoặc là hơi nhọn ra một chút, bổ sung dùng huyết ở cái vùng má, bổ sung cho mỡ ở vùng ngực, bổ sung mỡ cho vùng mông. Thì đó là cái tác động kép mà Lipomatic mang lại. Angrab muốn đưa công nghệ Lipomatic này để cho các bạn nhớ rằng công nghệ này là một cuộc cách mạng. Nhắc lại là nó vừa tạo dáng và vừa mang tính phòng ngừa cho những trường hợp chuẩn bị mang thai để tránh cái nứt rạn da. Và điều thứ hai, trong cái tác động hút mỡ thì chúng ta có được cái mỡ hạt để bổ sung cho những vùng khiếm khuyết của cơ thể. Angrab mong muốn đem công nghệ Lipomatic này giới thiệu đến các bạn để các bạn hiểu được cuộc cách mạng trong cái việc hút mỡ là như thế nào. Thân ái chào tạm biệt các bạn.